cái kiểu Việt Nam mình khác. Ở bên Mỹ mình tới trễ 5 phút, 10 phút gì mình cứ sorry đàng hoàng. Thì người ta biết là mình acknowledge, I'm sorry, I'm late. I'm sorry for being late. I'm sorry, I'm late. Nói được không? Say I'm sorry. I'm late. Đủ rồi. Không cần nói 5 minutes, 10 minutes rồi chị. I'm sorry, I'm late. Thường thường ở bên Mỹ là mà đi vắng, đi làm việc mà đi vắng mà đi trễ giờ là nó có một cái lý do thôi à. Cái lý do đó ai người Mỹ nào ai nó cũng biết đó. Ai biết đó là lý do nào? Thế là mình học, mình học văn hóa, học văn hóa Mỹ biết không? No. Traffic là dở hết rồi. I have cái gì? Gì? I have a flat tire. Tôi bể bánh. Yeah. Cái này là cái lối nói của người Mỹ đó. Bữa nay vừa tới mà đi trễ. Tới trễ cái sếp nó hỏi cho, got a flat tire. Nó nói vừa nói, nó vừa cười cười. You have a flat tire. Phải không? Phải bể bánh phải không? Tức là nó không cần nói, thôi chắc là ngủ quên cũng có. Hay là đi trễ làm biếng rồi. Đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái mà nó dùng là have a flat tire. Flat là dẹp. Tire là cái vỏ xe của mình đó. Tire. Đọc cái tire. 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 Flat tire. Flat tire. Got a flat tire. Ví dụ mình đi ngoài đường mình thấy có ta người ta ngừng xe lại. Có mấy bà hay ngồi đứng lên lưng khung đó. Thì mình đi ngang mình muốn hỏi thăm chứ bà xe bị cái gì vậy. Thì thường thường mình dò mình thấy cái bánh xe nó xì xẹp. Thì bà nói I got a flat tire. Yeah? Got a flat tire. Thành ra bên Mỹ mà thấy đàn bà mà bị bể sánh bánh xe ngoài đường á. Là cái tập tục của mình đó là người đàn ông phải ngừng xe lại giúp cho người ta thay bánh. Thấy không? Hồi xưa là nó như vậy, nhé. Người đàn ông phải ngừng lại giúp cho mấy bà thay bánh xe, nhé. Chứ mấy bà đừng có ngừng thay bánh xe cho mấy ông, nhé. Yeah. Đó là be a gentleman, ha. Khi mình làm cái đó là a gentleman, nhé. Gentleman. Gentle. Gentle là gì? Dịu dàng. Gentle là dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh tao, thanh lịch. Lịch sự gì nữa, thanh nhã, mấy chữ được gọi là cái chữ được gọi là gentle, nhẹ nhàng, thêm cái chữ man vô thì cái người đàn ông nhẹ nhàng thanh nhã. Thì mình Mỹ hay thưa ladies and gentlemen, thưa quý ông và quý bà, cái đó là thành là quý ông đó, gentleman, nghe không? Thì vô thường thường cái chỗ mà chỉ có đàn ông với nhau không đó thì họ kêu là gentleman. Có khi là chủ tù nó cũng kêu mấy người ở tù cũng kêu là gentleman đó. Nhưng mà thiệt không có gentleman nó đánh chết luôn, nhưng mà nó vẫn kêu là gentleman, thấy không? Cho nên khi nó dùng chữ gọi là gentleman nó có nghĩa là không phải là mình là lịch sự gì đâu, đó là mời các ông. Yeah, gentleman, yeah. Chứ đừng có nghe nó nói gì cái là mình tưởng là mình bảnh, mình tưởng mình đẹp trai lắm, nè, không có đâu. Gentleman, yeah. Còn các bà thì có chữ các bà là chữ gì? Ladies. Đối diện với chữ gentleman là các bà đó. Ladies. Lady. Lady là số ít đó. Số nhiều là these. Yeah, số nhiều là ladies, yeah. Số ít là lady, số nhiều là ladies. Gentlemen là số ít là men, mà nhiều ông thì men, yeah. Gentlemen, thành ra khi thường thường nó kêu là gentlemen, tức là viết số nhiều, yeah. Kính thưa quý ông, kính thưa quý vị, thì Mỹ nó nói là ladies and gentlemen. Thì người Việt Nam của mình hay là bắt chước cái câu đó lắm, nhé. Ra cái thì là đọc bài diễn văn thì bắt đầu bằng ladies and gentlemen, nhé.
Nịnh mấy bà lắm, kêu mấy bà trước. Còn Việt Nam mình nói, dạ thưa quý ông và quý bà. Chứ mình đâu nói thưa quý bà và quý ông. Mỹ nó thì Tây thì nó ladies trước, ladies and gentlemen. Còn mình là thưa quý ông và quý bà. Thế mình không, mình ra mình nói dạ thưa quý bà và quý ông thì là dám về bị rầy lắm em. Còn mình thì thêm thưa quý trưởng thượng nè. Thành ra lúc sau cái chữ trưởng thượng. Cho nên ladies là các bà, các ông là gentlemen. À, khi nào trường hợp nào mình kêu gentlemen, ai nhớ ai biết không? I am a gentleman. Tôi là một người quý phái. Thấy không? Khi mình nói I am a gentleman, tôi là một người quý phái. Tôi là một người thanh tao, thanh nhã. You are a gentleman. Anh là một người quý phái. But you are so rough. Nhưng mà sao anh cục mịch quá vậy? Yeah. You are a gentleman, you cục mịch. Yeah. Gender. Cho nên khi mà mình cái gì mà thiệt nhẹ nhàng đó là gender. Mình thí dụ một người ve vuốt một người tình của mình á, thì mình ve vuốt một cách gender hay một cách bạo hành, thấy không? Phải đương nhiên là phải gender, nhẹ nhàng nhé. Ve vuốt gently là một cách nhẹ nhàng. Khi mình thấy cái chữ mà thêm chữ ly đằng sau đó thì nó thành là cái cách, thấy không? Gender, gently là một cách nhẹ nhàng. Slow là chậm, slowly là một cách chậm chạp. Yeah. Kind là tử tế, mà kindly là một cách tử tế. Cho nên mình thấy cái chữ ly đó là mình biết là nó là cái cách. Yeah. Gender, gently. Thí dụ như là cháu mình đi tới, mình đi tới mình thấy con chó nó mới nhỏ xíu à, chó con nhỏ lắm. Mà mình muốn vuốt ve con chó con á. Thế mấy đứa cháu của mình, chó con mình nó thấy con chó là nó mừng lắm, nó chạy tới là nó vuốt. Thì mình nói con vuốt nó nhẹ nghe chưa? Thì mình nói sao? Đụng nó nhẹ nhàng. Touch it gently. Touch it gently. Đụng nó một cách nhẹ nhàng. Như là anh hôn em đi, mà hôn em một cách nhẹ nhàng thì nói sao? Kiss me gently. Chứ đừng có hôn mà thấy cái kiểu mà như mà là lực điền. Hôn như là ăn cướp hôn. Kiss me gently. Giết em đi, giết em một cách nhẹ nhàng đi. Kill me gently. Kia đó độc lắm ơi, vừa giết mà giết một cách nhẹ nhàng, giết kiểu đó độc lắm nha. Kill me gently. Ok. Bữa nay có bà học trò thất tình sao không thấy bà đi học, để tôi kể cho bà nghe. Thành ra nói xấu bà được, không có bà nói xấu. Học tới mấy câu rồi bà khoái lắm. Bà là bà khoái mấy cái câu mà đau khổ đó. Khoái lắm. Nghe không? Bà gọi là bả là một cái loại người quyết phải, bả là một cái loại người đừng có chỉ ai một cái. Bả thích mấy câu đau thương lắm, bả gọi là thích là thú đau thương mà enjoy, nghe càng đau thương càng thấy sung sướng, thú đau thương. Cho nên Việt Nam của mình bài hát nào mà ta càng đau thương càng buồn càng ly khách bây giờ mình thấy nó càng hay nữa. Đi mua cho được mấy bài vui, không có mua không có hát đâu. Hát cái bài nào nó phải là chảy gánh sang ngang hay là thiệt thuộc là buồn này kia kỳ vậy đó. Thú đau thương mà. Kill me gently, giết em một cách nhẹ nhàng, thấy không? Bàn tay sắt bọc nhung, có bị quý vị nghe đó bao giờ không? Ví dụ họ nói là bà, ví dụ bà Ngô Đình Nhu là một bạn, hay là bà thủ tướng An Lê đó, bà Thatcher đó đó. Bàn tay sống, bàn tay sắt bọc nhung. Thành ra cái đó là với cái bàn tay sắt nào mà nó giết thì nó giết cái nhẹ nhàng lắm, tại nó bọc nhung mà. Ok, mình nói chuyện năm điều bảy chuyện học về văn hóa Quy Kỳ chút thì mình học chứ. Ladies and gentlemen, thưa quý ông và quý bà.
Nếu có ai mời mình dịch thì đừng có dịch là thưa quý bà và quý ông, thì mặc chuyện đó. À, nhưng mà nếu mình hỏi vợ chồng anh đi đâu thì được, chứ đừng nói chồng vợ mày đi đâu. Thế sao? Vợ chồng đi đâu vậy? Thế bao giờ cũng đưa vợ trước à? Vợ chồng đi đâu? Sao lúc này vợ chồng làm ăn khá không? Thấy không? Vợ chồng tụi bay làm sao? Thấy không? Chứ mình đâu nói chồng vợ tụi bay làm sao? Thấy kỳ không? Thấy không? Bởi vì dân tộc của mình hồi xưa là hãnh diện lắm. Tàu tới này kia mà mấy ông sợ nó không làm gì hết. Bà Trưng bà Trắc mới ra mặt thôi. Đánh tàu là người, mấy bà đánh mà đánh xong rồi bà Triệu Ẩu đánh nữa. Thấy không? Rồi mấy ông sau mới thấy mới bắt trước. Thành ra dân mình ngon lắm. Mỹ bây giờ mới đưa đàn bà lên quyền phụ nữ cho mình là có từ hồi xưa rồi. Đúng rồi.